Việc sử dụng chậu rửa chén âm không chỉ là giúp cho không gian của chúng ta trở nên sang trọng hơn, mà không chỉ vậy thì còn giúp cho chị em phụ nữ dễ dàng hơn trong việc vệ sinh. Và không chần chừ gì nữa thì mời mọi người cùng Vân tìm hiểu hai sản phẩm đến từ thương hiệu Conoc. Thì hôm nay Vân sẽ giới thiệu đến mọi người. Đầu tiên thì các bạn có thể thấy đây là mẫu chậu rửa chén âm được thiết kế khá là sang trọng với mã số đó là KN8745DUB. Thì các bạn có thể thấy thì sản phẩm có kích thước đó là 870x450x230. Thì sản phẩm này được làm bằng inox này, các bạn có thể thấy, với hai học đều. Cảm giác vuông vắn tạo nên sự sang trọng hơn cho sản phẩm này. Thì chậu rửa chén này có những gì nổi bật? Thì các bạn có thể thấy thì chậu rửa chén này sẽ được kích thước rộng dành cho khoang tủ 850mm trở lên, với phong cách thiết kế vuông hiện đại. Và một điều đặc biệt nữa thì sản phẩm sẽ có 2G như thế này. Và việc tạo G này sẽ rất là tiện lợi cho chị em phụ nữ. Ví dụ như bạn có thể đặt cái kệ để mà chúng ta có thể để chén bát hoặc là rau củ trong quá trình chúng ta rửa hay là chuẩn bị các món ăn, hay là một cái chiếc thớt. Và đây chúng ta chỉ cần đặt như thế này lên thôi, đây chúng ta chỉ cần đặt thớt lên. Và không chỉ vậy, trong lúc mà chúng ta nấu nướng thì việc xê dịch thớt rất nhẹ nhàng, đây rất tiện lợi chúng ta khi mà nấu ăn. Vừa nấu xong thì cũng có thể sẽ bỏ rau củ ở phía bên kệ bên này, rất tiện lợi. Thì thêm một điều đặc biệt nữa đó là khi mà chúng ta mua Conoc chậu rửa bát này thì chúng ta cũng có thể có thêm thớt và giá rửa đi kèm. Thì các bạn có thể thấy thì sản phẩm với những cái góc bo tròn như thế này sẽ giúp cho việc vệ sinh rất dễ dàng. Và ở đây thì sẽ có lỗ thoát tràn đang ngăn chặn việc là nước sẽ bị tràn ra bên ngoài khi mà sử dụng. Ở đây thì cũng sẽ có hai bộ xả ngăn mùi chống hôi rất hiệu quả. Ở đây thì các bạn cũng chỉ cần nhấc lên như thế này thôi. Thì ở phía bên trong bạn có thể để ý thì bên trong cũng sẽ có thêm một cái lưới lọc nữa để mà giúp ngăn chặn những cái rác lớn có thể mà đi xuống và làm nghẹt bộ ống xả bên dưới. Thì hơn thế nữa thì cái bộ xả ruột gà thì cũng sẽ giúp dễ dàng hơn trong việc là ngăn mùi chống hôi rất hiệu quả. Đặc biệt là sẽ giảm thiểu khả năng là bị bám dính dầu mỡ thường hay gặp phải ở những cái loại chậu rửa bát thông thường. Đây. Và thêm vào đó thì các bạn sẽ không thể nào thiếu đi một vòi rửa chén. Và vòi rửa chén hôm nay Vân muốn giới thiệu có mã số đó là KN1209. Thì các bạn có thấy so với cái khí hậu và hiện tại là cái việc mà sử dụng vòi nóng lạnh rất phổ biến, vì nó sẽ giúp cho chúng ta rửa chén hay là sử dụng tiện lợi hơn. Đây. Một điều đặc biệt nữa thì các bạn có thể thấy sản phẩm được sử dụng công nghệ Niken mạ chrome, cho nên sản phẩm có một cái màu sáng bóng rất là sang trọng, và vòi cũng được thiết kế phù hợp chung với lại chậu rửa chén vuông như thế này. Đây, vòi có thể xoay một góc 360 độ hoặc là 180 như thế này. Đây, rất tiện lợi. Thì ở đây sẽ là cần gà cực gù. Một điều ưu điểm của vòi này đó là vòi có lõi xứ được sử dụng bởi công nghệ sedan. Thì hơn thế nữa thì sản phẩm sẽ được sử dụng giai cấp nóng lạnh được làm từ Neopan. Đây là một công nghệ rất là cao cấp tại Thụy Sĩ để mà giúp chúng ta sử dụng tiện lợi hơn. Thế mà nhìn vào bên dưới thì các bạn cũng có thể thấy đây là phụ kiện nè, làm từ Neopan. Thì cái lưới lọc này sẽ ngăn chặn những cái bụi bẩn theo nước đi ra ngoài trong cái quá trình mà chúng ta rửa và sơ chế thực phẩm. Thì để có thể biết thêm những thông tin chi tiết về bộ đôi sản phẩm này thì các bạn có thể truy cập ngay vào link phía dưới nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt.